Với thất bại của Leicester lẫn Chelsea ở vòng 35, cuộc đua cho vé dự Champions League đang nóng hơn bao giờ hết. Lúc này, Man United đang chỉ kém 1 điểm so với Leicester và 2 điểm so với Chelsea. Điều này đồng nghĩa một chiến thắng trước Southampton trong trận đấu đêm nay sẽ làm đảo lộn hoàn toàn cuộc đua cho vị trí để dự Champions League mùa tới. Hiện tại, Ngoại hạng Anh chỉ còn 3 vòng đấu nữa, vì thế Wolverhampton tối đa cũng chỉ giành được thêm 9 điểm. Như vậy, 65 điểm sẽ là đủ để một đội bóng có mặt trong top 5. Vì thế, mọi thứ đang diễn biến theo chiều hướng có lợi cho Man United. Họ chỉ cần thêm 7 điểm nữa trong 4 vòng còn lại là đủ để đảm bảo vị trí trong top 5 của mình. Giờ Quỷ Đỏ đang tràn trề cơ hội chiếm một suất trong top 3 và là đội duy nhất có quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé dự Champions League. Nói vậy là bởi, chỉ cần thắng trong toàn bộ các vòng đấu còn lại, đội bóng của Ole Gunnar Solskjaer sẽ hơn đội bóng xếp thứ 3 hiện tại là Chelsea, bất kể thành tích của The Blues có là như thế nào đi nữa. Bên cạnh đó, họ sẽ gặp Leicester ở vòng đấu cuối, qua đó càng khẳng định chắc hơn vị thế của đội chủ sân Old Trafford trong cuộc đua này. Vị trí trong 5 đội dẫn đầu gần như chắc chắn đã thuộc về đội bóng của Ole Solskjaer. Nhưng họ cần một sự đảm bảo lớn hơn, cụ thể là cần có mặt trong top 4 để chắc suất dự cúp C1. Nói top 4 là bởi, phán quyết của Tòa án Thể thao về vụ kiện giữa UEFA và Man City sẽ được đưa ra trong chiều nay theo giờ Việt Nam. Nếu City đảo ngược được quyết định của UEFA, chỉ có 4 đội dẫn đầu Ngoại hạng Anh mới có quyền dự Champions League mùa tới. Con đường của họ là rất rõ ràng, vấn đề là Quỷ Đỏ sẽ chạy nước rút như thế nào mà thôi. Southampton là một đối thủ khó chịu. Kể từ khi chuyển về sơ đồ 4-4-2, huấn luyện viên Ralph Hasenhüttl có vẻ đang tìm được công thức chiến thắng cho mình. Trong 4 vòng gần nhất, họ đã giành được 9 điểm, trong đó có thắng lợi đầy bất ngờ tại St. Mary trước kình địch cùng thành phố của MU là Man City. Trên lượt đi mùa này cũng đã chứng kiến MU cực kỳ vất vả khi bị đối phương cầm hòa. Tính rộng ra, trong những năm trở lại đây, chủ yếu chứng kiến những kết quả hòa trong những lần đọ sức giữa Man United và Southampton. Nhưng rất có thể, mọi thứ sẽ thay đổi trong cặp đấu đêm nay. Man United đã thắng liền 4 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh với phong độ hủy diệt của hàng công siêu sao với Rashford, Martial, Greenwood, Bruno và Pogba. Họ cũng không có bất cứ ca chấn thương nào đáng ngại, trong khi Southampton có tới 5 ca chấn thương. Cờ đã đến tay Man United trong cuộc đua đến với Champions League mùa tới. Hãy cùng chờ xem thầy trò Solskjaer sẽ phất nó như thế nào trong trận quyết định của mùa giải, bắt đầu với trận đấu tại Old Trafford đêm nay. Vòng 35 Ngoại hạng Anh đã chứng kiến màn chia tay đầu tiên của mùa giải khi Norwich chính thức phải xuống hạng sau trận thua đậm trước West Ham. Chúng tôi phải nói lời xin lỗi với người hâm mộ. Đội bóng đã cố gắng hết khả năng, các cầu thủ đã chiến đấu hết mình nhưng không thể đem về những kết quả như mong muốn. Chúng tôi mong người hâm mộ hãy hiểu cho đội bóng. Giống như lời phát biểu của đội trưởng Tetti, Norwich City đã thi đấu rất cố gắng tại mùa giải năm nay. Thế nhưng trên thực tế, khoảng cách về trình độ của đội chủ sân Carroll Road so với các đối thủ khác tại Ngoại Anh là rất lớn. Đoàn quân huấn luyện viên Farke chỉ tạo ra địa chấn trong giai đoạn đầu mùa giải với những chiến thắng bất ngờ trước Newcastle và Manchester City. Nhưng rồi điều gì đến cũng phải đến. Ngoại hạng Anh vẫn cho thấy sự cạnh tranh khốc liệt và đoàn quân huấn luyện viên Farke dần trở về với thực tại với lực lượng mỏng và có ít ngôi sao. Họ liên tiếp nhận chuỗi trận thua nhiều hơn hòa từ cuối tháng 9 cho đến đầu tháng 11 năm ngoái. Dù có lúc Norwich đã thắp lại hy vọng cho người hâm mộ khi giành thêm 3 chiến thắng, trong đó có cả trận thắng trước Leicester City. Thế nhưng lại một lần nữa, đoàn quân huấn luyện viên Farke quay trở lại với đôi bàn tay trắng. Theo thống kê, Norwich chỉ có được 5 chiến thắng và 6 trận hòa sau 35 vòng. Họ cũng là đội bóng để thủng lưới nhiều nhất giải đấu với 67 bàn và ghi được ít bàn thắng nhất với 21 bàn. Đứng ở vị trí chót bảng từ vòng thứ 20 đến nay, trận thua bạc nhược trước West Ham với tỷ số 0-4 coi như nhấn chìm mọi hy vọng của Chim Hoàng Yến. Sau 35 vòng đấu, đoàn quân huấn luyện viên Farke mới chỉ giành được 21 điểm, kém vị trí an toàn tới 13 điểm trong bối cảnh Ngoại hạng Anh chỉ còn 3 vòng. Việc phải xuống hạng Championship khiến cho Norwich City cũng lập nên kỷ lục buồn ở giải đấu cao nhất xứ sở sương mù, khi mà đây đã là lần thứ 5 những chú chim Hoàng Yến phải nói lời tạm biệt Ngoại hạng Anh. Cuối cùng thì ngày ấy cũng đến, ngày mà cổ động viên Liverpool ở Hà Nội có thể chính thức gặp mặt nhau để ăn mừng chức vô địch mà họ đã chờ đợi quá lâu. Với nhiều người trong số các fan Liverpool tham dự buổi họp live vào tối ngày 11 tháng 7, chức vô địch gần nhất của The Cop tại nước Anh đã xuất hiện từ trước khi họ được sinh ra. Đây là một chức vô địch mọi người đã chờ hơn 30 năm rồi. Và với những fan trẻ như mình thì chức vô địch này nó là chức vô địch đầu tiên và nó càng đặc biệt hơn. Tại vì người ta bảo là cái gì lần đầu tiên cũng là tuyệt vời nhất. Và với sự xuất hiện của một nhân vật đặc biệt, bầu không khí vốn đã sôi động giờ lại được đẩy lên vượt mức của sự cuồng nhiệt. Dưới cái bức tượng của ông Shankly ấy, có một cái dòng chữ ngắn ngủi nhưng có rất có ý nghĩa. Người ta đề đấy là He made the people happy. Ông ấy đã khiến cho mọi người hạnh phúc. Nếu như Jurgen Klopp năm nay vô địch sau 30 năm, rõ ràng ông ấy mang hạnh phúc đến cho tất cả những người hâm mộ Liverpool. Và ông xứng đáng được nhận tượng
Cho nên tôi rất vui khi mà sau đó vừa rồi khi mà Liverpool đã chính thức là vô địch ấy, thì ông Carragher ông nói rằng là Klopp xứng đáng là sự tượng. Nói chung đấy là tình cảm của những người yêu Liverpool dành cho đội bóng. Bên trong hội trường với hơn 400 cổ động viên Liverpool tụ họp, những chia sẻ gần gũi mà đầy tình cảm của nhà báo Lại Văn Sâm đã chạm đến trái tim của những người yêu mến sắc đỏ vùng Merseyside. Họ cùng nhau cất tiếng hát với những giai điệu thật đẹp từ The Beatles, ban nhạc huyền thoại khởi sự từ chính thành phố cảng nước Anh. Đây là cơ hội để cho các cổ động viên tại Việt Nam có thể tụ tập lại cùng nhau và cùng hát những bài hát liên quan đến Liverpool, cùng chụp hình với chiếc cúp vô địch và quan trọng hơn hết là cùng được xem Liverpool đá với tư cách là nhà vô địch của Anh. Và cũng thật mau chóng, họ hướng những kỳ vọng đến mùa giải sau. Vô địch nước Anh, vô địch C1 thêm lần nữa và giành tất nhiên siêu cúp châu Âu, cú ăn ba vĩ đại. Năm sau mình muốn là Liverpool sẽ giành được cả Premier League và Champions League. Chứ tôi nghĩ hôm nay không khí nó ấm cúng thế này và nếu như Klopp biết, ông ấy sẽ cảm ơn tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn. Hold your head up high and don't be afraid of the dark. Walk on through the rain for your dreams be tossed. You'll never alone. Trên mọi hạ tầng và ứng dụng di động, các cổng, giải trí và hơn thế nữa.